Mình chào cả nhà. Thường thì sáng nào cái thói quen của Huy cũng thức dậy là chụp cái điện thoại di động và mình tìm cái gì đó để mình học hỏi về multimedia, học về âm thanh, học về hình ảnh. Cái ngày nào mà mình học được cái gì mới, mình cũng rất là vui. Mà đối với mình thì mỗi ngày có một cái niềm vui là mỗi ngày mình lại học được một điều gì đó mới. Cho dù là trong cuộc sống, cho dù là về cái hiểu biết về âm thanh, về hình ảnh, về media, về software, hardware, network. Nói tóm lại, tất cả những gì mà mình học được thì đó là cái niềm vui. Cái gì mới mẻ thì là niềm vui mới luôn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với cả nhà, tại vì có nhiều bạn cũng tò mò thắc mắc tại sao có những đợt trước mình làm cho vài người, mình làm cái hình ảnh rất là rõ, âm thanh rất là chuẩn. Ok, hôm nay mình chia sẻ với cả nhà. Thật sự mà nói, có nhiều người có rất là nhiều máy móc ở nhà, từ dàn âm thanh cho tới camera, mà đồ giá trị rất là cao, đồ rất là đắt tiền. Nhưng mà để mà livestream, để mà vui chơi thì như Huy đã từng giải thích qua, cái thế giới này là thế giới khác. Không phải là mình chỉnh âm thanh trên sân khấu hay là có nghĩa là livestream nó sẽ hay. Không phải là mình chỉnh karaoke hay hay là mình thu âm studio hay thì nó phát lên sẽ hay. Cái đường truyền, đường phát nó còn bị ảnh hưởng và bị dính dáng tới cái server của cái chỗ mình livestream nó có support đầy đủ hay không? Nó có được maximum speed hay không? Rồi đường truyền internet của mình xài wifi hay là xài cable? Okay. Nó dính dáng nhiều thứ lắm. Rồi xài cái software nào để mà tỏa ra được hết? Có nghĩa là mình có thể phát ra một 4K, 8K hay là Full HD 1080p hay là 720 thôi. Những cái camera đắt tiền cỡ nào mình không quan trọng, rõ cỡ nào mình không quan trọng. Quan trọng là Facebook hay YouTube hay Twitch nó cho các bạn upload maximum là bao nhiêu. Đây, hiện tại là mình mở trước cái Facebook. Thì trong cái livestream các bạn sẽ nhìn thấy, nếu mà mình bấm live vào, nếu mà bấm live, thì trong này các bạn sẽ nhìn thấy là nó cho maximum là bao nhiêu, chỉ là 720 thôi. Cho nên tại sao livestream trên Facebook rõ cỡ nào nó cũng đến cái mức đó thôi, nó không qua được, với điều kiện đường truyền của các bạn thật tốt, được đường upload để mà tải hình lên và tải audio để tải âm thanh lên thật tốt. Ok, nếu mà xài trung bình sơ sơ thì nó cũng không ra được hết, nó cũng không ra được hết. Rồi, đây là của Facebook, đây là của Facebook. Còn của YouTube YouTube thì có những cái video nó nói là 4K nhưng mà thật sự đã compress rồi, compress lại cho nhỏ. Okay. Như các bạn ở đây nhìn thấy nó để là 4K, đúng. Đây, ở trên là 4K. Mà những cái video clip mà mình đã đưa lên quay qua bằng cái máy Canon 5D Mark 4 cũng là 4K, nó đã phát ra được 4K. Không phải là mình record lại mà mình upload lên, mà mình livestream luôn. Okay. Nhưng mà đâu phải ai cũng có cái điều kiện để mà mua những cái camera đắt tiền đó, đúng không? Không lẽ bây giờ đi chỉnh âm thanh, đi chỉnh máy móc cho người ta nói ồ anh chị phải mua cái ống kính 5.000, cái camera 4.000, hay là cái mixer 10.000, hay là dàn đèn thêm 25.000, hay là thì cái đó nói chuyện thì hơi lố lăng tí, hơi quá đáng tí. Sáng như mình ngồi mình đọc thì hôm nay mình muốn chia sẻ. Các bạn muốn được rõ, màn hình tốt cũng phát ra được 4K, thì như mình nói đường truyền rất là quan trọng, nhưng mà cái camera cũng là một cái vấn đề. Bây giờ mình tìm cho các bạn coi cái webcam của Logitech.
Braille 4K. Đây là mình tìm cái giá gốc của nó hiện tại. Ok. Chứ trên mấy cái Amazon này nọ mình không biết, nhưng mà mình tìm để cả nhà mình nhìn thấy. Cả nhà mình nhìn thấy giá cả của nó. Có nghĩa là nó tới khoảng 200 là có thể mua được. Đó, 200 có thể mua được. Đây, ở đây là các bạn nhìn thấy nha. Ok. Mình có thể vào eBay mình tìm. Logitech. Logitech 4K Braille. Đây là có những cái nó đang bán đấu giá. Ok, 136 đồng, 131 đồng. Hay là mua mới 200, cũng giống như mình vừa nói. Những cái này, cái này là Stream Edition, mình thấy hợp lý hơn. Nhưng mà mình chưa biết được cái khác biệt của nó, tại vì mình thấy cuối cùng nó cũng chỉ là cái webcam thôi. Ok, nó chỉ là webcam thôi. Trong khi dùng cái máy Canon, mình đã ra được 4K rồi. Và nó rõ hơn nhiều. Rõ hơn nhiều, tại làm gì làm nó cũng là cái máy chụp hình. Nó chuyên môn hơn. Webcam cũng chỉ là cái webcam. Yeah. Nó cũng chỉ là cái webcam. Share trên mạng, stream trên mạng. Bây giờ mình trở lại cái Canon, giống như mọi người đã từng hỏi mình. Mình không cần phải xài 5D mạc gì hết á. Cái 1200D nó quan trọng là cái ống kính. Với lại mình cũng không cần phải mua mới. Cả nhà mình nhìn thấy đúng không? Cái quan trọng là cái ống kính. Okay. Ở đây mình có thể đánh vào cho các bạn tìm thấy. Bây giờ nếu một cái webcam tới 200 mà nó chỉ là cái webcam nằm tại chỗ thôi, thì tại sao mình không bỏ ra thêm 100 hay là thêm 200 nữa? Mình mua được một cái máy chụp hình mà có thể sử dụng là webcam hoặc là máy quay phim, mà nó stream luôn 4K luôn. Ok, 4K luôn. EOS 1200D. Đây là những cái có thể tìm được trên mạng và mua đấu giá nha. Mua đấu giá, dĩ nhiên nếu mà mình mua mình cần những cái có nhiều phụ tùng hơn thì nó sẽ đắt hơn. Cũng giống như cái này có ống kính, hay là có những cái nó bán có 2 ống kính, 3 ống kính thì nó sẽ lên 300-400. Cái đó là do cái ống kính của mình. Đó, như cái này cũng là 300 rồi. Nghe, ống kính nó không biết có chuyên nghiệp hay không, nhưng mà cũng 300 rồi. Rồi mình cần một cái chân đứng, cần một cái cục pin mà có thể gắn điện vào pin để mà nó giữ hoài, nó không có bị tắt. Đó. Thì nếu mà 200 bỏ ra mua cái webcam thì mình thà ra bỏ 400, thậm chí là cả 500 mình mua cái camera này. Tại vì mình có thể đi chụp hình ở ngoài đường được, chụp hình với bạn bè được, vui chơi với bạn bè được, làm webcam được. Dĩ nhiên cái giá 500 thì mình có 2 cái ống kính ít nhất đó, từ 2 ống kính trở lên. Thậm chí ở đây các bạn cũng nhìn thấy nè, đồ mới 400, nhưng mà ống kính này thì ống kính cũng bình thường thôi. Ở đây là cái mà 1200D EOS của Canon. Thì bây giờ mình đánh 1200D. Ở đây nó sẽ support, 1200D như các bạn nhìn thấy. Đây là những cái đời nào có thể xài xài thành một cái loại webcam thật tốt. Nghe. Nó nằm trong này hết, thì cái 1200D cũng sẽ nằm tới đây. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây. Là mình có thể xài nó. Mình có thể xài nó để mà làm cái camera 4D, 4K để mà stream bên YouTube, để stream bên Facebook. Bài học nào cũng phải có học phí, đi học cũng phải có học phí, cũng phải mua sách vở, thì mình sẵn sàng mình bỏ tiền ra để mình mua cái này.
Mình nghiên cứu xong mình sẽ chia sẻ với tất cả anh em bạn bè để tất cả mọi người xài được như nhau, không có cần tốn tiền vô lý nữa. Có nhiều người tốn tiền cho camera, cho webcam. Dĩ nhiên cái này nó không có được như cái webcam, vì webcam thì chuyên môn cho web, nhưng mà camera thì nó lại chuyên môn cho camera. Có cái là nếu mà mình biết xài thì mình có thể tận dụng được tất cả, còn mình không biết xài thì để đóng bụi, để nó là rác thôi. Huy cũng là cái may mắn chịu khó tìm tòi. Huy rất là may mắn học được nhiều thứ, cũng giống như là những cái đồ mà các anh chị, các cô chú không xài đến, Huy tìm cách Huy tận dụng nó, và có những cái nó xài tốt đến nỗi mà mình không tưởng tượng ra được. Thì cũng giống như cái dạng mà lấy cái camera này để mà làm webcam, thì cũng là mình tìm ra được cái cách đó. Tìm tòi học hỏi để mà phát huy thêm, để mà có nhiều thứ để mà chia sẻ thêm. Trong thời gian ngắn này Huy sẽ chia sẻ với cả nhà mình về chất lượng hình. Còn chất lượng âm thanh thì của mình nó cũng như một. Tại vì mình là âm thanh livestream chứ không dính dáng tới âm thanh sân khấu, không dính dáng tới những cái vũ tùng mà nói chung là giá trên trời. Đầu mình xài thì nói thật, tai nghe, microphone, sound card, computer, màn hình, webcam. Nếu mà nói đúng ra thì không có tính bộ loa thì nó cũng là giá khoảng 2.000. Nó khoảng giá 2.000. Còn nếu mà để mà bỏ ra chơi đầu tư cho sân khấu thì cái giá 2.000 thì không thể nào được. Còn chơi một phòng karaoke cho anh em bạn bè thì cái giá 2.000 thì cũng hợp lý thôi. Tại vì quan trọng là bộ loa nào, dàn loa nào. Cho nên mình thấy chơi cái gì cũng vậy, bỏ tiền thì mua vui, nhưng mà bỏ nhiều tiền quá nó mất vui. Cái đó nó thuộc dạng kinh doanh rồi. Ở đây là mình chia sẻ, mình muốn giúp đỡ cho cả nhà mình tiết kiệm được cái gì hay cái đó. Cho nên tại sao mỗi lần Huy làm mấy cái này, Huy chia sẻ lên thì dĩ nhiên cũng có nhiều kẻ thù, nhiều người không thích. Có người thì sợ bị cạnh tranh, có người thì họ muốn làm người duy nhất là có được những cái sản phẩm này hay là biết xài cái này. Tại thường người Việt Nam mình không có thích chia sẻ gì mấy nha. Nhưng mà mình thì mình chia sẻ để mình gom góp được ý kiến trái chiều, ý kiến xuống chiều để mà mình học hỏi thêm. Ok, mình xin chào cả nhà. Hy vọng là cái video này đã giúp đỡ cả nhà mình nâng cao thêm một tí, để mà mình vừa tiết kiệm vừa học hỏi nhé. Mình xin dừng cái video tại đây.